Trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vào năm 2011 và được phê duyệt cho hoạt động giáo dục vào năm 2012. Trong thời gian ngắn, trường đã nhanh chóng ổn định và chuyên nghiệp hóa mọi hoạt động thông qua các quy trình chuẩn, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. Ban đầu, trường tập trung đào tạo các ngành khoa học sức khỏe như y, dược, điều dưỡng, dựa trên năng lực có sẵn và phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ đã được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ. Trường có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, bao gồm tiến sĩ, thạc sĩ và bác sĩ chuyên khoa. Các giáo viên đã nhận được nhiều danh hiệu và giải thưởng trong lĩnh vực giảng dạy. Trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ đặt ra sứ mạng là nơi đào tạo người cán bộ trung cấp chuyên nghiệp, nay là trung cấp nghề vững về kiến thức, thuần thục về kỹ năng, có đạo đức và sức khỏe tốt. Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp nhu cầu học tập và việc làm của người học nhu cầu vật chất và tinh thần của cán bộ giáo viên nhân viên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố cần thơ và các tỉnh đồng bằng sông cửu long phù hợp với luật giáo dục hướng tới hội nhập khu vực và thế giới